Thưa quý vị, hội diễn văn nghệ khu vực phía Bắc của các cán bộ công nhân viên Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân kỷ niệm 77 năm thành lập đài vừa khép lại sáng nay. Nhiều tiết mục được tổ chức công phu, hoành tráng, đem đến cho khán giả nhiều cảm xúc đã xuất sắc đạt giải. Hội diễn văn nghệ khu vực phía Bắc là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, là đợt sinh hoạt nhiều ý nghĩa để ôn lại lịch sử, truyền thống 77 năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng thời là dịp giao lưu, kết nối, gặp gỡ, học hỏi giữa các đơn vị trong đài và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần tại các đơn vị trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam. 31 tiết mục do các đơn vị mang đến hội diễn năm nay được đầu tư và dàn dựng công phu, thể hiện tinh thần sôi nổi của các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên, cán bộ, nhân viên, nhà đài. Mặc dù đều là các nghệ sĩ không chuyên, nhưng các tiết mục dù là múa hay hát đều đã mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Chúng tôi đã cố gắng luyện tập trong gần 2 tháng qua và đến ngày hôm nay thì chúng tôi biểu diễn xong cái tiết mục này thì cũng nhận được cái sự hưởng ứng của rất nhiều những đồng nghiệp, của những khán thính giả. Và cái điều này cũng nói lên là có thể cái tiết mục nó cũng đã mang lại cảm xúc, chạm tới cảm xúc của nhiều người xem. Chúng em đến đây thì có tham gia 2 tiết mục diễn văn nghệ và chúng em muốn mang đến đây những cái bản sắc văn hóa đặc sắc của vùng miền Tây Bắc chúng em. Chúng em có một tiết mục múa và một tiết mục hát. Chúng em cũng đã mất khoảng 1 tháng để tập luyện. Ở thể loại tốp ca, ban tổ chức trao 3 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 2 giải khuyến khích. Ngoài ra còn nhiều giải dành cho các tiết mục đơn ca, song ca, múa, ngâm thơ. Các giải ấn tượng về trang phục, giải đặc biệt về VOV. Hội diễn văn nghệ lần này là dịp để cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của các đơn vị trong Đài Tiếng Nói Việt Nam, khu vực phía Bắc gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng và phát triển đơn vị sau hơn 2 năm bị tác động của đại dịch COVID-19. Có thể thấy, năm nay, các đơn vị đã có sự đầu tư công phu, chỉn chu từ khâu biên tập, kịch bản cho đến trang phục nhằm mang đến cho khán giả những tiết mục hay, độc đáo và không kém phần hoành tráng bởi những nghệ sĩ không chuyên là các cán bộ, công nhân viên, phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản cho phép tổ chức Lễ hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam năm 2022. Theo đó, lễ hội dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 tới tại khu dịch vụ du lịch Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Lễ hội có chủ đề Hành trình tinh hoa nhằm khơi gợi thông điệp trải nghiệm về không gian văn hóa riêng đầy ấn tượng của Việt Nam với khoảng 100 gian hàng giới thiệu ẩm thực đặc sản ba miền Bắc Trung Nam. Lễ hội góp phần tôn vinh sự đa dạng, đặc sắc của nền ẩm thực Việt Nam nói chung và ẩm thực miền Trung nói riêng trong chuỗi các hoạt động kích cầu, mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Chương trình tiếp tục sang những thông tin đáng chú ý khác. Bộ Y tế vừa yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tỉnh Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn mình. Cơ quan này cũng đề nghị các địa phương tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống, sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, kịp thời truy xuất, thu hồi các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật. Nếu có dấu hiệu hình sự, đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo Bộ Công Thương, việc phân bổ hạn mức nhập khẩu xăng dầu tăng thêm trong quý 4 năm 2022 để đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong nước không bị thiếu hụt. Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước, Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch phân giao tổng nguồn và hạn mức nhập khẩu tối thiểu đã được phê duyệt năm 2022 nhằm bảo đảm duy trì nguồn cung xăng dầu liên tục cho thị trường trong nước, phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp. Cơ quan này cũng yêu cầu tham chiếu khả năng cung cấp xăng dầu cho thị trường của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu trong nước để xây dựng, ban hành quyết định phân bổ hạn mức nhập khẩu xăng dầu tăng thêm trong quý 4 năm 2022 nếu cần thiết, và kiên quyết không để xảy ra thiếu hụt nguồn cung trong mọi tình huống. Thưa quý vị, hôm qua 23 triệu học sinh trên cả nước đã hân hoan tưng bừng trong lễ khai giảng năm học mới. Năm học này là một năm học đặc biệt, không chỉ vì một lễ khai giảng đầy hứng khởi sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch COVID-19, mà năm học 2022-2023 còn được xác định là năm học trọng tâm triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông.
Cụ thể năm học 2022-2023, theo lộ trình đổi mới, chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ bắt đầu triển khai với các khối lớp 3, 7 và 10. Đặc biệt, với các em học sinh lớp 10, đây là năm học đầu tiên các em học theo chương trình đổi mới giáo dục với định hướng nghề nghiệp ở bậc trung học phổ thông. Các em không phải học 17 môn bắt buộc như hiện nay, thay vào đó chỉ học 8 môn và hoạt động giáo dục bắt buộc, trong đó có môn lịch sử. Bên cạnh đó, học sinh chọn 4 trong số 9 môn lựa chọn gồm địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ, tin học, âm nhạc và mỹ thuật. Năm nay là năm đầu tiên chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng ở cả 3 cấp học với các lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Tuy nhiên, theo nhiều phản ánh cho đến thời điểm này, nhiều học sinh lớp 10 trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn chưa có đủ sách giáo khoa cho năm học mới. Các trường đã có nhiều phương án để đảm bảo cung cấp đủ sách giáo khoa và đảm bảo chương trình học cho học sinh. Năm học 2022-2023, việc đổi mới sách giáo khoa cấp trung học phổ thông lần đầu áp dụng ở lớp 10 với 3 bộ sách giáo khoa đã được phê duyệt, gồm Chân trời sáng tạo, Cánh diều và Kết nối tri thức với cuộc sống. Sách được phát hành giữa tháng 7, thế nhưng nhiều phụ huynh vẫn phải vất vả tìm mua để kịp đủ sách cho con khai giảng. Về sách giáo khoa thì trước mắt tôi thấy là cũng rất là vô cùng khó khăn, bởi vì do chương trình cải cách mới nên là cái sách giáo khoa nó không phải là đa dạng mà không thể là phục vụ sẵn. Mong rằng là phải có sự hỗ trợ của ban giám hiệu nhà trường để làm sao ban phụ huynh có được đầy đủ sách nhất. Lý giải cho hiện tượng này, đại diện đơn vị xuất bản cho rằng căn nguyên của việc chậm cung ứng sách giáo khoa là do quá trình chọn sách giáo khoa của các địa phương năm nay diễn ra muộn hơn so với mọi năm. Quy trình tổ chức lựa chọn môn học năm nay nhiều xáo động và gấp rút cũng là một nguyên nhân tác động. Để khắc phục, nhiều trường đã chủ động có phương án từ sớm để đảm bảo sách giáo khoa cho học sinh. Ngay khi mà có quyết định về điểm chuẩn tuyển sinh của nhà trường, thì nhà trường cũng đã có thông báo cho phụ huynh học sinh và học sinh về các tổ hợp môn học lựa chọn. Theo đó thì nhà trường cũng có giới thiệu một đơn vị phát hành sách để chuẩn bị số lượng sách giáo khoa theo cái môn học mà học sinh lựa chọn để chuẩn bị cho học sinh đăng ký và đăng ký mua ngay từ những cái ngày đầu giữa tháng 7 cho đến cuối tháng 7. Thế sau đó thì nhà trường đã phát cho học sinh, tức cái đơn vị mà phát hành sách đó theo đăng ký của phụ huynh học sinh đăng ký mua. Năm nay, chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng, ngoài việc phát hành sách giáo khoa mới, nội dung giảng dạy trên lớp theo đó cũng phải thay đổi rất nhiều. Giáo viên ngoài nắm chắc kiến thức trong bộ sách giáo khoa mới còn phải chủ động điều chỉnh phương pháp dạy để phù hợp hơn. Trước đây thì chúng ta lấy thầy giáo làm trung tâm, sau này thì lấy học trò làm trung tâm, còn bây giờ đổi mới thì lấy dạy học làm trung tâm, hoạt động dạy học làm trung tâm. Trước tình hình đó, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố chủ động rà soát, bổ sung trang thiết bị dạy học, sửa chữa, nâng cấp trường lớp, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu, đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, bảo đảm cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học. Theo Bộ Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 năm 2022 ước đạt trên 482.000 tỷ đồng, tăng tới trên 51% so với cùng kỳ năm trước. Bộ Công Thương đánh giá, chỉ số đạt quy mô và tốc độ tăng cao hơn so với cùng kỳ các năm trước khi xảy ra dịch COVID-19. Thị trường hàng hóa trong nước diễn ra sôi động do chuẩn bị khai giảng năm học mới và Tết Trung Thu. Hoạt động thương mại và dịch vụ tháng 8 phục hồi ở tất cả các ngành và ghi nhận ở mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Bộ Công Thương cho rằng giá xăng dầu đã giảm liên tiếp trong 2 tháng gần đây, tháng 7, tháng 8, đã phần nào tác động tích cực đến giá cả hàng hóa nói chung, kích thích tăng tiêu dùng trở lại. Bên cạnh đó, việc làm và thu nhập gia tăng, thị trường du lịch mở cửa trở lại, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa không thiết yếu gia tăng đã góp phần tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, thương vong do trận động đất 6,8 độ xảy ra ở huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc trưa ngày 5 tháng 9 vẫn tiếp tục gia tăng.
Tính đến cuối ngày, ngoài 46 người thiệt mạng, còn có gần 150 người bị thương và hơn 50.000 người phải di rời. Truyền thông Trung Quốc dẫn nguồn tin từ Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh Tứ Xuyên cuối ngày 5 tháng 9 cho biết, tính đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, trận động đất ở huyện Lô Định, Châu Cam Tư đã khiến 46 người thiệt mạng, trong đó 29 người ở Châu Cam Tư và 17 người ở thành phố Nhã An, 16 người khác vẫn đang mất tích. Trận động đất cũng khiến 64 người bị thương nặng ở Châu Cam Tư, hơn 50.000 người ở Châu Cam Tư và thành phố Nhã An phải di rời. Ít nhất 6 trận dư chấn từ 3 độ trở lên đã xảy ra sau động đất. Chính phủ Trung Quốc cũng đã nâng mức ứng phó khẩn cấp động đất cấp quốc gia từ cấp 3 lên cấp 2, nâng mức ứng phó khẩn cấp về cứu trợ thiên tai cấp quốc gia từ cấp 4 lên cấp 3. Một khoản hỗ trợ tài chính lên đến 150 triệu nhân dân tệ, tương đương với 21,64 triệu đô la Mỹ đã được chính quyền các cấp triển khai để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ tại các vùng bị thiên tai ở Tứ Xuyên. Truyền thông Thái Lan hôm qua đưa tin Tòa án Hiến pháp nước này sẽ triệu tập cuộc họp đặc biệt vào ngày 8 tháng 9 tới để thảo luận và có thể ra phán quyết về nhiệm kỳ thủ tướng của Đại tướng Prayut Chan-o-cha ngay trong tuần này. Theo truyền thông Thái Lan dẫn nguồn tin từ văn phòng Tòa án Hiến pháp, Chủ tịch Hội đồng Thẩm phán Gorawit sẽ triệu tập cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Thẩm phán vào ngày 8 tháng 9 tới để thảo luận về nhiệm kỳ thủ tướng của ông Prayut. Cuộc họp được tổ chức sau khi tòa nhận được 3 phản biện do ông Prayut, cựu chủ tịch Ủy ban Dự thảo Hiến pháp Michai và Tổng thư ký Hội đồng Nhà nước Prakon đệ trình từ ngày 1 tháng 9 vừa qua. Nguồn tin từ Văn phòng Tòa án Hiến pháp cũng cho biết Hội đồng Thẩm phán có thể thống nhất ra phán quyết ngay trong tuần này nếu họ nhận thấy đã có đủ thông tin cần thiết. Trong trường hợp các thẩm phán cần bổ sung thông tin, tòa án sẽ ra các lệnh yêu cầu các bên liên quan đệ trình. Trước đó, Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 24 tháng 8 đã ra lệnh tạm dừng nhiệm vụ của Thủ tướng Prayut trong khi chờ đợi phán quyết về thời hạn nhiệm kỳ. Đây là những thông tin kết phiên giao dịch ngày hôm nay trên thị trường chứng khoán. Các chỉ số chứng khoán phiên giao dịch hôm nay mùng 5 tháng 9 dao động trong biên độ hẹp, nhiều nhóm ngành chìm sắc đỏ đã để chỉ số VN-Index xuống dưới mốc tham chiếu. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu thép lội ngược dòng khi đồng loạt tăng mạnh, thậm chí nhiều mã còn tăng hết biên độ. Cụ thể, HPG là cổ phiếu đầu ngành thép có mức tăng 3,9%. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong rổ cổ phiếu VN30. Các mã HSG, TLH, NKG tăng trần. Sau phiên giao dịch sáng chìm trong sắc đỏ, nhóm cổ phiếu dầu khí cũng diễn biến tích cực trở lại trong phiên chiều, tạo điểm tựa cho thị trường chung. Theo đó, các mã BSR, OIL, PVB, PVD, PVC, PVS, POS ở chiều tăng giá. Nhóm cổ phiếu ngân hàng diễn biến tiêu cực, trong tổng số 27 mã cổ phiếu ngân hàng, chỉ có 3 mã tăng giá là ABB, NVB, PGB giữ được sắc xanh, trong khi có tới 18 mã giảm giá. Cùng đó, các mã cổ phiếu chứng khoán cũng giảm mạnh. Đáng chú ý, cổ phiếu ART thuộc họ cổ phiếu FLC giảm kịch sàn. Chốt phiên giao dịch mùng 5 tháng 9, VN Index giảm 3,16 điểm, xuống 1.277,35 điểm. HNX Index tăng nhẹ 0,9 điểm, lên 292,82 điểm. Upcom Index giảm 0,66 điểm, xuống 91,78 điểm. Cũng liên quan tới chứng khoán, thêm một cổ phiếu họ FLC bị đình chỉ giao dịch. Đó là cổ phiếu HAI của công ty nông dược HAI sẽ bị HOSE đình chỉ giao dịch từ ngày 9 tháng 9, cùng thời điểm với FLC. Cũng như FLC sau ngày này, nhà đầu tư sẽ không thể mua bán cổ phiếu HAI thay vì chỉ bị hạn chế được giao dịch vào buổi chiều như trước đây. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, HOSE, HAI bị đình chỉ giao dịch do công ty tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HAI đã lùi về dưới 2.000 đồng, với quy mô vốn hóa của doanh nghiệp này chỉ còn hơn 300 tỷ. So với mức đỉnh vào đầu năm, hiện thị giá của HAI đã giảm hơn 80%. Ngoài HAI, một cổ phiếu khác trong hệ sinh thái của FLC là mã GAB của công ty đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FLC cũng vừa bị HOSE đưa vào diện cảnh báo do chậm công bố báo cáo soát xét bán niên năm nay. Từ 15 giờ hôm nay ngày 5 tháng 9, giá xăng RON 95 giảm 430 đồng một lít, xăng E5 RON 92 giảm 370 đồng một lít. Trong khi giá dầu diesel tăng mạnh 1.430 đồng một lít, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo hướng giảm giá các loại xăng và tăng mạnh giá các loại dầu. Cụ thể, giá xăng RON 95 giảm 430 đồng một lít, giá bán là 24.230 đồng một lít. Giá xăng E5 RON 92 giảm 370 đồng một lít, giá bán là 23.350 đồng một lít.
Trong khi đó, giá dầu diesel tăng 1.430 đồng một lít lên mức 25.180 đồng một lít. Đáng chú ý, giá dầu diesel đã vượt tăng giá xăng, điều chưa từng có trên thị trường xăng dầu Việt Nam trước đó. Tám tháng năm nay, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động là trên 149.000 doanh nghiệp, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý, số doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng năm 2022 đạt mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng từ trước đến nay với trên 101.000 doanh nghiệp. Theo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, hơn 35.000 lượt doanh nghiệp tăng vốn mở rộng, sản xuất kinh doanh là tín hiệu đáng mừng. Vì đây đều là những doanh nghiệp đã có kinh nghiệm và họ nhìn thấy các cơ hội kinh doanh để mở rộng sản xuất. Theo ông Nguyễn Bằng Thắng, Cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Tổng Cục Thuế cho biết, từ khi khai trương cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp của nước ngoài đến nay, cơ quan thuế đã tiếp nhận và đăng ký thuế cho nhiều nhà cung cấp của nước ngoài lớn. Trong đó có những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Meta, Facebook, Google, Microsoft, TikTok, Netflix với số thuế nộp ngân sách nhà nước là hàng chục triệu đô la Mỹ. Sau khi chủ cũ vướng vào vòng lao lý, dự án HESCO Văn Quán chuyển về tay liên danh mới là Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi HESCO và Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Thăng Long Việt Nam, đồng thời đổi tên thành Grand Sun Lake. Tuy nhiên, những khách hàng của dự án HESCO Văn Quán trước đây, sau hơn 10 năm, đến nay vẫn chưa được hưởng quyền lợi chính đáng của mình. Vì sao lại như vậy? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của phóng viên truyền hình VOV. Công trường dự án Grand Sun Lake, tên mới của dự án HESCO Văn Quán trước đây. Từ cuối năm 2009, những khách hàng này đóng tiền góp vốn mua căn hộ hình thành trong tương lai thuộc dự án HESCO trên địa bàn phường Văn Quán, quận Hà Đông, do liên danh Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi HESCO với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Megastar làm chủ đầu tư. Lúc này, theo thỏa thuận, nhiều khách hàng đã nộp 30% số tiền mua căn hộ từ 89m2 đến 118m2, có giá từ 16,5 triệu đồng đến 18,5 triệu đồng một mét vuông. Tất cả đều có phiếu thu. Tôi đã mua cái căn hộ của Megastar qua sàn bất động sản Hạ Long hồi năm 2009. Chúng tôi cam kết với tất cả mọi người rằng là chúng tôi đã mua theo đúng luật kinh doanh bất động sản năm 2006. Chúng tôi khẳng định điều đó. Chúng tôi đã mua từ năm đó thì trong hợp đồng ghi rất rõ là bàn giao vào quý 1 năm 2012. Thời điểm đó, liên danh HESCO và Megastar chưa đủ điều kiện thực hiện huy động vốn, nên ủy quyền cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Thương mại Hạ Long đứng ra ký hợp đồng hợp tác vay vốn đầu tư, cam kết trả bằng căn hộ hình thành trong tương lai tại dự án HESCO Văn Quán. Khi tôi mua sàn Hạ Long là giá là 16,2, nhưng bị chênh lệch là 3 triệu thì chỗ đấy ta không tính. Có hóa đơn, có hồ sơ vay vốn, lúc đấy pháp luật cho phép, còn bây giờ thì không. Gia đình nhà tôi đã đóng 2 lần, một lần là 20%, một lần 10%. Tính ra số tiền nhà tôi đã nộp vào đây là 393 triệu 660 nghìn đồng. Vì nhiều lý do, dự án HESCO Văn Quán tạm dừng khởi công đến năm 2015. Sau đó, ngày 22 tháng 7 năm 2015, Megastar bàn giao lại dự án cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Thăng Long Việt Nam. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng ký quyết định chuyển đổi chủ đầu tư dự án HESCO Văn Quán từ HESCO Megastar sang liên danh HESCO Thăng Long. Trong quá trình chuyển giao đấy, thì Công ty Thăng Long đã gặp tất cả khách hàng chúng tôi đều cam kết là công ty tiếp tục kế thừa tất cả quyền và nghĩa vụ của Megastar. Chúng tôi tin lời ông Chính và chúng tôi đều viết cam kết và chúng tôi tự rút đơn không kiện Megastar lên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và công an nữa để công ty Thăng Long tiếp cận cái dự án này để triển khai. Nhưng sau khi được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận cái chuyển giao này bằng quyết định 4132 năm 2017 thì công ty Thăng Long đã bỏ rơi toàn bộ khách hàng chúng tôi. Sau khi được chuyển giao, công ty Thăng Long từng yêu cầu các nhà đầu tư đã góp vốn cho công ty Megastar và công ty Hạ Long nộp bản photo hợp đồng,
phiếu thu tiền cho công ty để làm căn cứ bảo đảm quyền lợi cho khách hàng. Nhưng đến nay, nhiều khách hàng góp vốn vào dự án vẫn chưa được giải quyết quyền lợi, đặc biệt là những khách hàng ký hợp đồng góp vốn với công ty Hạ Long. Dự án đó đã được chuyển giao giữa các chủ đầu tư cũ sang cho chủ đầu tư mới bởi các hợp đồng chuyển nhượng và thỏa thuận với nhau. Bởi vì nó còn liên quan đến quyền lợi của chủ đầu tư cũ, liên quan của các nhà đầu tư thứ cấp, liên quan của các hộ dân đã ký hợp đồng đã mua bán góp vốn. Bất kỳ ai khi mua lại dự án hay M&A lại những cái dự án như thế này đều phải có mất rất nhiều thời gian và chi phí tốn kém cho việc xác định giá trị doanh nghiệp, xác định các khoản phải thu, xác định các khoản phải trả và xác định các quyền và nghĩa vụ mà doanh nghiệp này đang phải gánh chịu. Xác định rõ tình trạng pháp lý của dự án, có chuyển nhượng được hay không, chuyển nhượng thì đã bán được bao nhiêu, số lượng như thế nào, bây giờ muốn chuyển đổi thì ra làm sao, tất cả đều phải có đầy đủ hết. Theo thông tin, dự án vẫn được người bán giao bán dưới nhiều hình thức khác nhau cho dù những vướng mắc về pháp lý liên quan vẫn còn. Nếu không có sự vào cuộc của các ban ngành, rất có thể hiện tượng khiếu nại còn kéo dài. Nhất là khi khách hàng đã mua, đang mua và có thể mua sản phẩm tại dự án Grand Sun Lake không đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Những sản phẩm gạo Việt Nam mang thương hiệu Cơm Việt Nam đã lần đầu tiên được giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng Pháp từ ngày 2 tháng 9 trên những kệ hàng tại một trong những hệ thống bán lẻ lớn nhất nước Pháp là Leclerc. Gần 1.000 tấn gạo mang thương hiệu Việt Nam do tập đoàn Lộc Trời xuất khẩu đã chính thức được bày bán trên các kệ hàng tại siêu thị Leclerc nằm ở thành phố Viry-Châtillon, ngoại ô phía nam thủ đô Paris. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến lớn của sản phẩm gạo Việt Nam trong việc xâm nhập vào các hệ thống bán lẻ lớn nhất tại thị trường Pháp và châu Âu, bởi khác với các lần trước, đây là lần đầu tiên doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp đưa được hàng vào hệ thống bán lẻ lớn tại Pháp thông qua sự trợ giúp và kết nối của thương vụ Việt Nam tại Pháp, chứ không phải bán các sản phẩm thông qua các nhà nhập khẩu tại địa bàn. Về phía nhà bán lẻ tại Pháp, ông Thierry Joret, tổng giám đốc siêu thị Leclerc tại thành phố Viry-Châtillon đánh giá, việc các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm của Việt Nam, đặc biệt là gạo, ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các hệ thống bán lẻ tại Pháp là một xu hướng ngày càng rõ ràng bởi người tiêu dùng Pháp ngày càng quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm từ châu Á và Việt Nam, luôn được đánh giá là một quốc gia có các sản phẩm đa dạng và chất lượng. Những tháng đầu năm 2022, gạo Việt Nam cũng tiếp tục thâm nhập mạnh vào thị trường châu Âu nói riêng và nước Pháp nói chung. Khi chỉ riêng 4 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu trên 30.000 tấn gạo sang EU, đạt kim ngạch 23 triệu đô la Mỹ, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Đồng euro giảm xuống mức thấp nhất so với đồng đô la Mỹ trong 20 năm. Chứng khoán châu Âu chìm trong sắc đỏ trong bối cảnh tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo ngừng vô thời hạn hoạt động của đường ống dòng chảy Phương Bắc 1 vận chuyển khí đốt sang châu Âu, và làm dấy lên mối lo ngại về giá năng lượng tăng vọt. Tỷ giá đồng euro so với đồng đô la Mỹ lần đầu tiên đã giảm xuống dưới mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua trong phiên giao dịch ngày 5 tháng 9. Tình hình cũng không mấy khả quan đối với đồng bảng Anh. Cụ thể, tại thị trường châu Á, đồng euro đã giảm xuống mức 1 euro đổi được hơn 0,98 đô la, là mức thấp nhất kể từ năm 2002. Trong khi đó, đồng bảng Anh cũng chạm mức thấp nhất trong 2 năm rưỡi qua khi được giao dịch ở mức hơn 1,14 đô la đổi một bảng Anh. Ngược lại, chỉ số đồng đô la đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác đã vọt lên mức cao mới trong 20 năm là 110,25. Theo đó, tỷ giá giữa đồng đô la và đồng yên của Nhật Bản ở mức 140,38 yên đổi 1 đô la. Đồng won của Hàn Quốc cũng mất giá mạnh so với đồng đô la, lần đầu tiên xuống mức thấp nhất trong hơn 13 năm qua với tỷ giá 1.370 won đổi 1 đô la. Truyền thông Hàn Quốc ngày 4 tháng 9 đưa tin, các hãng hàng không lớn của nước này đã thông báo hủy một số chuyến bay, trong khi nhiều doanh nghiệp sẽ ngừng hoạt động do lo ngại ảnh hưởng của siêu bão Hinamno. Theo dự báo của Cục Khí tượng Hàn Quốc, siêu bão Hinamno sẽ đổ bộ vào khu vực cách thành phố cảng Busan 20 km về phía bắc tây bắc vào sáng 6 tháng 9, nhưng hiện đã đang gây ra mưa lớn trên khắp các tỉnh thành Hàn Quốc. Khi đổ bộ vào khu vực ngoài khơi Busan, dự kiến bão sẽ hạ một cấp xuống mức rất mạnh, là cấp mạnh thứ hai trên thang đo bão 4 cấp của Hàn Quốc. Lo ngại ảnh hưởng của siêu bão, các hãng hàng không lớn của Hàn Quốc như Korean Airlines và Asiana Airlines đã thông báo hủy một số chuyến bay khởi hành sau 13 giờ ngày 5 tháng 9.
Nhiều doanh nghiệp khác như công ty thép POSCO và các công ty đóng tàu như Korea Shipbuilding, Offshore Engineering, Daewoo Shipbuilding, Marine Engineering, Samsung Heavy Industry dự kiến ngừng hoạt động vào ngày 6 tháng 9. Liên quan tới giá năng lượng, tin tức cho biết trong cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 9 tới đây, Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Liên minh châu Âu EU sẽ thảo thuận các biện pháp khẩn cấp thực hiện trên toàn khối nhằm kiềm chế giá năng lượng đang tăng cao. Trong đó có mức trần giá khí đốt và hạn mức tín dụng khẩn cấp cho các bên tham gia thị trường năng lượng. Theo hãng tin Reuters, tài liệu dự thảo của cuộc họp này do Cộng hòa Séc, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên EU soạn thảo cho thấy, các bộ trưởng đang cân nhắc các phương án, gồm quy định mức trần giá khí đốt nhập khẩu, mức giá trần cho khí đốt được sử dụng để sản xuất điện, hoặc tạm thời loại các nhà máy sản xuất điện sử dụng khí đốt ra khỏi hệ thống ấn định giá điện hiện tại của EU. Ngoài ra, các bộ trưởng cũng sẽ cân nhắc cơ chế khẩn cấp, hỗ trợ hạn mức tín dụng toàn châu Âu cho các bên tham gia thị trường năng lượng. Trong ngày 4 tháng 9, Phần Lan và Thụy Điển đã công bố kế hoạch cung cấp hàng tỷ đô la đảm bảo thanh khoản cho các công ty điện lực nhằm ngăn chặn các yêu cầu ký quỹ đang gia tăng từ các công ty hoạt động bấp bênh. Dự thảo của EU nêu rõ, các yêu cầu ký quỹ cho các hợp đồng trong tương lai đang gia tăng tỷ lệ thuận với dao động giá cả hàng ngày. Điều này khiến các doanh nghiệp đứng trước nhiều rủi ro và có nguy cơ phải rút khỏi thị trường hàng hóa kỳ hạn. Các công ty điện lực bán phần lớn điện trước vài năm với một mức giá nhất định theo thỏa thuận yêu cầu ký quỹ một khoản dự phòng tối thiểu nhằm đề phòng nguy cơ công ty bị vỡ nợ trước khi nguồn điện năng đó được sản xuất và được đưa vào thị trường. Giá điện ở châu Âu tăng vọt trong những tháng gần đây đã làm gia tăng các yêu cầu đặt thêm tiền ký quỹ, theo đó thu hẹp thanh khoản của các bên tham gia thị trường. Những khách hàng mua điện và khí đốt ở châu Âu đối mặt với mức giá cao hơn nữa khi thị trường mở cửa vào ngày 5 tháng 9 sau khi Nga thông báo đóng vô thời hạn đường ống dòng chảy Phương Bắc 1, một trong những đường ống dẫn khí đốt chính của nước này đến châu Âu.